Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Đất Đỏ tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện năm 2024. Tiếp xúc với lãnh đạo địa phương, người dân huyện Đất Đỏ kiến nghị nhiều tuyến đường giao thông xuống cấp gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển nông sản. Các kênh mương thủy lợi xuống cấp, mưa lớn gây ngập úng, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Tình trạng lừa đảo trên không gian mạng ngày càng phức tạp. Người dân đề nghị nhà nước cần mở rộng danh mục thuốc bảo hiểm y tế. Lãnh đạo huyện Đất Đỏ đã tiếp thu trả lời những ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền ngay tại buổi đối thoại. Đối với những vấn đề cần có thời gian giải quyết, lãnh đạo huyện giao cho các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất giải pháp để trả lời người dân trong thời gian sớm nhất.